Quán quân rap Việt Six Chain kết hôn. Rapper Six Chain và bạn gái Linh Đan vừa đăng ký kết hôn. Họ chưa tiết lộ thời gian, địa điểm cử hành lễ cưới. Ngày 5 tháng 6, quán quân rap Việt mùa 2 Six Chain, tên thật Huỳnh Long Hải, thông báo đăng ký kết hôn với Linh Đan. Six Chain tâm sự, giữa dòng đời thị phi, vợ chồng em xin gửi những điều tích cực và yêu thương đến mọi người. Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc. Chúng em hoàn thành nốt KPI 2023 đây. Âm nhạc đã sẵn sàng hết rồi, chờ em nhé. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Six Chain. Trước đó, Linh Đan xác nhận với Tri Thức Trực Tuyến cô và Six Chain tổ chức lễ ăn hỏi vào mùng 2 tháng 4. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ thời gian và địa điểm cử hành hôn lễ. Hai người gặp nhau vào một buổi tối mùa đông tại Hà Nội thông qua buổi tụ họp của nhóm bạn chung. Ngay lần đầu gặp mặt, Six Chain đã thầm thích Linh Đan. Anh chia sẻ, sau lần ấy, trong đầu tôi đã suy nghĩ và mơ mộng rất nhiều về hình ảnh cả hai về cùng một nhà, sinh con và sống với nhau thật hạnh phúc dù lúc đó. Tôi chưa hề biết nhiều về em. Đó cũng là điều tôi chưa bao giờ nói cho Đan biết. Sau đó, Six Chain khá tự ti, không dám tiến tới với Linh Đan vì cho rằng sự nghiệp chưa đạt thành công. Nhưng định mệnh đưa hai người đến bên nhau rồi dần thấu hiểu, phát triển mối quan hệ và trở thành vợ chồng. Six Chain tâm sự, chúng tôi biết nhau, thích nhau rồi yêu, cưới và sẽ luôn cùng nhau vun đắp cho gia đình. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi và Đan gặp, yêu và cùng nhau có kết quả tốt đẹp trong tình yêu qua từng cung bậc cảm xúc, từng cột mốc của cuộc đời. Six Chain, sinh năm 1995, tham gia Rap Việt mùa 2 và là thí sinh đội Caric. Với 266.994 lượt bình chọn, chiếm 60% kết quả chung kết tối ngày 26 tháng 1 năm 2022, Six Chain trở thành quán quân.